Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ quay video chi tiết để quý vị và các bạn cùng lựa chọn chiếc Hyundai Porter 1 tấn 25 2009, xe nhập khẩu, thùng mui bạc. Một chiếc xe mà thùng bệ, máy móc khá là tốt, đã được kiểm tra và hiện tại đang có giá khoảng 175 triệu để các bạn cùng tham khảo và lựa chọn. Đây toàn bộ tổng thành xe này. Và đây là toàn bộ cabin. Toàn bộ cabin này. Và toàn bộ thùng, cũng như là tôi sẽ quay luôn cả phần gầm. Đây, toàn bộ lốp lam cũng như là gầm bệ sắt xi. Đó, toàn bộ gầm bệ và sắt xi này. Và phần thùng. Đây, toàn bộ cabin Hyundai Porter 1 tấn 25, xe đẹp chạy dầu, quý vị các bạn có thể tham khảo để về phục vụ công việc gia đình, phục vụ kinh tế. Đó, thì vừa rồi là video chiếc Hyundai Porter 2009 xe nhập khẩu với giá 175 triệu. Nếu ai có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại tôi để phía dưới màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.